đây bài thơ chế hài nhất được mang tên Ruộng nhà như tôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ruộng nhà đám cũng khá to, Nani? sao ông không tính không no mà cày? Ông đi đâu suốt cả ngày? Nước đầy tràn ngập ruộng này biết chưa? Cho dù trời nắng hay mưa, ruộng mà có nước ông đưa cày vào, lâu nay tôi bực làm sao? Cày ông tôi nghĩ thế nào cày hư? Vừa rồi ông rất vô tư, ruộng người hàng xóm coi như ruộng nhà. Ông cày giúp ruộng người ta, vét mương bê máng thật là giỏi giang. Suốt ngày ông ở xóm làng, ông hì ông hục ngó ngàng gì tôi. Ông cày xong ruộng họ rồi, giờ ông vác mặt về đây làm gì? Sức ông giờ chắc có khi vét mương chưa nổi, huống chi mà cày. Thôi thì chắc thửa ruộng này để cho hàng xóm từ nay họ làm. Nani? Thật tình ông sức chẳng kham, tôi tính như thế họ làm được không? Tôi đang xem xét ý ông, chứ tôi quyết định cho không họ rồi. Ruộng mương bờ máng họ bồi, giúp ông họ cũng chẳng lời nãi chi. Ông mau mà quyết định đi, quyết rồi đứng dậy không quỳ ở đây. Nhìn bà cầm chổi trên tay, tôi sao run quá từ nay ý bà. Làm gì mặc kệ người ta, miễn sao tôi được bà tha là mừng. Nhưng bà lên cũng coi chừng, họ cày sâu quá là dừng lại ngay. Tôi giờ chẳng thiết tha chi, nhưng người dưng đã một khi họ cày, họ cày là quyết thẳng tay, Nani? như tôi từng cũng đã cày người ta. Tác giả Thành Trung. Sau đây là bài thơ chế hài hước được mang tên Mỹ Nhân. Hôm nay xui xẻo thế này, bị treo như thế một ngày trên cây, khổ thân giống đực mình đây. Cuộc đời đeo đẳng bên tôi hai hòn, cắm đầu tôi tuột từ trên, bỗng dưng tôi thấy hai hòn nhói đau. Quay đầu nhìn lại phía Nani? sau, hai hòn bị kẹt nên treo thân mình. Tiên sư cái kẽ vô hình, nó sao ác quá ta nhìn thấy đâu. Nếu nhìn thấy nó còn lâu, bi ta sao kẹt mà đau thế này. Bây giờ tôi chắc hết đời, bao nhiêu đau đớn thấu trời hành thân. Tổ cha con mẹ mỹ nhân, nhõng nha nhõng nhảnh chi gần gốc cây. Làm tôi nước dãi nhỏ đầy, một phen quyết xuống bên người lòng mơ. Để rồi ai biết chữ ngờ, thân tôi giờ phải trực chờ Diêm Vương. Thân này đau đớn nào Nani? hơn, chết đau cũng bởi hai hòn này đây. Nếu may sống đến cuối đời, một lần xin hứa nói lời thề luôn, cắt phăng đứt cái hai hòn để nhìn ẻm đẹp không còn năng nhăng. Tác giả Thành Trung. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hết bài thơ. Nếu quý vị và các bạn nghe thấy hay thì xin cho một like và đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút thông báo để được đón nhận và nghe những bài thơ mới nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.